Dạ vâng, em xin kính chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc ạ. Hôm nay nhà em lên phiên bán hàng buổi tối ngày 24 tháng 8 năm 2024. Hôm nay nhà em về được rất nhiều các mặt hàng trồn rời và tam bảo sắc rời các bác nhé. Sau đây để đi đến các mã để các bác ủng hộ cho gia đình nhà em. Trên tay em là hai cây tam bảo sắc, giáng hương tam bảo sắc các bác nhé. Mã số 66 em bán cho các bác 300.000 đồng. Một mẹ cây bên này là một mẹ hai con, một mẹ ba con các bác ạ, một mẹ ba con, và cây bên này là một mẹ hai con các bác nhá. Bản lá này của nó là bản lá to hơn 4 cm, nó rất là bóng và dày. Thân hoa năm vừa rồi của nó phải 60 cm các bác nhá. Đây các bác xem, em đo cho các bác xem, đây cái hoa của nó đây 2, 4 phải đến 60 cm luôn đấy các bác ạ. 300.000 cho mã số 66. Vâng, tiếp theo là em có một cái rề này là rề lá dục các bác nhá. Có một mẹ và một, đây hai mẹ luôn, hai mẹ này, một con, hai con, ba, bốn con, một bố, một mẹ và bốn con các bác nhá. Mã này là mã số 60, em bán cho các bác 380.000 đồng. Cái hàng lá dục này nó rất là hiếm các bác nhá. Lá ngắn này, lá này chắc là 15-17 cm thôi các bác ạ. Đó, mở cổ rất là to luôn các bác nhá. Lá dày đẹp. Mã 60 380.000 đồng. Đây em có cái cò này đẹp xuất sắc luôn. Hàng nguyên bản các bác nhá. Hàng nguyên bản một dề các bác ạ. Một dề luôn, rụt dịt luôn các bác nhá. Một mẹ, một hai con của nó đã đẻ con rồi đấy các bác. 5 con. 2 3 4 5 con. 5 con các bác nhá. Hàng chùm như này. Em bán cho các bác 420.000, mã số 79. Nó cũng là xếp rùi các bác nhé, lá ngắn đấy ạ. Không lỗi lầm gì các bác nhé. Bản lá của nó rất là to, bản lá con của nó còn to hơn là bản lá mẹ. Cái này nó cũng chỉ tầm 15 cm thôi các bác nhé. Lá mới là ngọn. Đây, cái bản lá này là hơn 4 cm này các bác. Lá ngọn bị sao? À, có cái lá ngọn của con nó là nó bị, có một cái lá nó bị như này. Đấy. Đây, cái lá này cũng gập đấy. Nói chung là cái hàng tam bảo sắc về nguyên bản các bác về chỉ việc việc treo lên thôi ạ. Cái hàng này thì nó không lo chết đâu. Rất là dễ hồi phục các bác ạ. Như nhà em hàng của nhà em, những hàng xấu em về em treo lên là nó cũng nhanh hồi phục lắm. Đây, em có một cái dề nguyên bản. Mã đâu nhỉ? Đầu đây. Đầu dưới đây. À. Đây. Em đếm qua cho các bác xem nào. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 cặp lá các bác nhá. Như con dết luôn. Các bác không gian hẹp, các bác để như thế nào nó cũng là đẹp. Một mẹ và hai con em bán cho các bác 300.000 đồng, mã số 78. Nguyên bản các bác nhé. Mã số 78, 300.000 đồng. Lá ngắn, lá xếp lá ngắn. Đây em có một cái hàng tam bảo sắc lá dài các bác nhé. Lá dài này, em bán cho các bác 130.000, mã 65. Đấy. Mã 65, 130.000 các bác nhá. Em không đi vào chi tiết từng cây một, nhưng mà bạn cái lá của nó thì lá dài như này. Có một cây này bị lỗi ngọn thì đẻ ra ngọn mới. Đó. Ở đây là lỗi. Đấy, một cân, cái này phải gần một cân của em. Em bán cho các bác 130.000, mã 65. Và mã 64 này em bán cho các bác là 160.000. Thì cái mã này nó rất là đẹp các bác nhá. 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 và 11 ngọn các bác nhé. 11 ngọn. Đó. 160.000, mã số 64. Em có cái mã tam bảo sắc lá rụt. Lá rụt này. Đây. Này phải làm giống các bạn ạ, nhỏ nhưng cũng ra hoa rồi đấy. Cái này là cái giống nó bé thế nhưng mà nó đã có hoa rồi các bác nhá. Hai cây, ba cây, đây những cây như này xuất sắc luôn. 4 5 6 7 hoa đây ạ. 8 cây này rất là đẹp luôn các bác nhá. 8 cây này, 9 đẹp, 10 đấy, những cái cây này này, 11 12 13, 14, 15, 16, 17 cây.
17 cây như này, em bán cho các bác 200.000 mã 63 các bác nhá. Đấy, các bác phải được chơi được 2 3 giò to đùng luôn. Và mã số 62 em bán cho các bác 150.000. Cái này nó ít cây nhưng cây của nó chất lượng luôn các bác nhá. 1 cây. 2 cây. Đấy, các bác nhìn cổ của nó này, mở to luôn. 3 cây. 4 cây. 5 cây. 6 cây. 7 cây, 8 cây, 9, 10 và 11 cây các bác nhé. 11 cây mã 62, 150.000 đồng. Cây cái này là không lỗi lầm gì luôn á. Và em có một cái dề nữa, cái dề xuất sắc nữa. Đây, cái dề này nó khung khung như này, các bác về ghép rất là dễ nhá. Tại vì các cái thân lá của nó trụn vào một chỗ ấy. Đó, cái này là có 4 thân. Và cái này có 1, 2, 3, 4 cũng 4 thân. Đấy, rất là đẹp như này. Em bán cho các bác 220.000 mã 61. 220.000 mã 61. Đây là loại lan ngắn các bác nhé. Em có cái hài này các bác nhé. Hài này hài gấm. Hài gấm sao em chưa bán qua cái dòng này. Nhưng mà em thử lấy về để các bác xem là các bác có lấy không nhá. 1 cây, 2 cây, 3 cây. Cây này là cây mẹ con nhưng mà mẹ nó đã mất rồi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cây các bác nhé. 14 cây như thế này em bán cho các bác 80.000 đồng, mã số 81. 80.000 đồng mã số 81. Em có hai cái cây trồn này, to đùng luôn các bác ạ, nhưng mà nó cũng không được đẹp lắm. Nhưng mà các bác xem cái thân hoa của nó này. Ba cái thân hoa và bên này hai cái thân hoa, thì hai cái thân hoa này nó 50cm các bác nhé. Sai hoa, đấy, hoa dài. Em bán cho các bác là 180.000. 180.000 rất là rẻ luôn các bác nhá. 180.000 mã số 73. Đẹp như thế này. Đó. 180.000 mã số 73. Và em đi đến mấy cái mã rẻ này nhá các bác nhá. Đấy, các bác mua về để ngắm hoa vào năm sau. Tháng 3, tháng 4 đấy các bác. Mã số 69 em bán cho các bác 100.000 thôi. 1 cây, 2 cây. Tất cả đều có hoa rồi các bác nhé. 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, to đùng luôn. To đó ạ. Đấy. Cái này có hàng phải đến 9 lạng một cân của em mới bán cho các bác 100.000 thôi. Mã 69. Và tiếp theo 100.000, mã 71. Đấy, các bác xem cái thân hoa của nó này. Nhưng mà cái lá của nó thì nó không được đẹp lắm. Các bác về nuôi cái lá ngọn các bác nhé. Để cho nó ra cái ngọn mới. Cái này là cây anh em này, 3 cây, 4 cây, đấy. Nó xấu nhưng mà nó ra hoa rất là nhiều luôn, 5 cây, 6, 7 cây, đấy, 100.000, mã số 71, và mã số 67, em bán cho các 170.000, cái hàng này thì nó là hàng lá thẳng đứng của em nhé, 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, cây này xuất sắc luôn. 6 cây. Đây, các bác xem mấy cái cây này của em. Đó. Có 4 cái cây này là cây xuất sắc các bác nhá. Đó. 1 2 3 4. 4 cây này là cây xuất sắc này. Và 4 cây còn lại thì nó cũng gần được như thế. 8 cây các bác nhá. 8 cây mã số 67 170.000. Em đến với cái mã 70 này em cũng bán 100.000 thôi. Đó, cây của nó rất là to. 4 cây như này các bác nhá. 100.000 mã 70. Mã số 68, 140.000. 1 cây, cây này là cây anh em các bác nhé. 2 cây, 3 cây, 4, 5. Đấy, các bác xem này, bé hạt tiêu luôn. 6, 7, 8, 9, 10. 2 cây này các bác nhìn đi ạ, đẹp chưa. 10 cây, mã 68, 140.000 đồng. Lá dựng đứng. Và mã số 80. 80 này em bán cho các bác 120.000. 1, 2, 3, 4, các bác xem cây của nó xuất sắc luôn. Cây này 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 cây nha các bác nhé. Cái mã này em xếp rất là đều luôn. Đó, các bác nhận hàng, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đúng hàng các bác nhận hàng giúp em nhé. Trước khi nhà em gửi đúng video luôn và nhà em chưa bao gồm phí ship các bác nhé. 120.000 cho mã 80.
Đây em có cái mã này, này. Nó cũng là rất là xuất sắc. Nếu như cái cây này các bác nuôi thêm chăm thêm 1 2 năm nữa thì cái giá của nó rất là có giá này. Một rề của nó có 1 2 3 4 5 rễ, 5 cây luôn các bác ạ. 5 cây nó rút rít rủ rịch vào với nhau luôn nhá các bác nhá. Đẹp lắm luôn ấy. Một rề này. 1 2 3 4 5 6 7 cây các bác nhá. 7 cây và 5 cây như này nữa là 13 cây, 12 cây, 100.000, mã 74 các bác nhá. Các bác lấy ngay cái mã này này. Và mã số 75, 100.000, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 cây các bác nhá. 17 cây 100.000, mã số 75. Và mã số 77 cũng là 100.000, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 cây các bác nhá. 15 cây mã 77, 100.000 đồng, 100.000 đồng. Và mã số 76. 76 này cũng có giá là 100.000. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 cây. 15 cây mã 76, 100.000 đồng. Và mã cuối cùng của nhà em này có mã số 72, em bán rẻ cho các bác là 80.000, coi như cái này gần như là em tặng các bác. À, 110.000, 110.000 các bác nhá, mã 72. Đây có hai cái cây này và một ôm như này nữa. Đằng sau em xem có bao nhiêu cây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cây các bác nhá. 9 cây, 9 cây này và hai cây này. Đó. Như này mà em bán cho các bác mã 72, em chỉ bán cho các bác là 110.000 thôi. Dạ vâng ạ. Hôm nay video của nhà em đến đây là hết rồi ạ. Em xin được cảm ơn các bác đã theo dõi hết video và ủng hộ cho gia đình nhà em. Em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở trong các video sau.